Xin chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tháng 10 rồi và sắp tới đến ngày Halloween. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm chiếc giỏ hình bí ngô nhé. Đây là giỏ đựng kẹo và sau đây là cách làm. Hình bí ngô có màu vàng cam, thế nên là chúng ta sẽ lấy giấy màu vàng cam này để làm. Đầu tiên là cần một chiếc cốc nhựa hoặc là cốc giấy tùy các bạn. Đầu tiên ta đo chiều dài của giấy với các chiều dài của hộp này sao cho bằng nhau. Cắt xong được một nửa đấy các bạn ơi. Và giờ mình dùng băng dính hai mặt dán vào một đầu của đoạn giấy màu. Các bạn dán khéo nha. Mình dán không khéo mấy đây. Nó sun sun lại. Còn cái này thì mình đo chiều dài và dán nốt. Mình dán không được khéo tay. Các bạn dán khéo tay thì nó sẽ rất là đẹp như này. Nó đều. Đây là phần vỏ ngoài của bí ngô. Tiếp đến là mặt giấy lớn này. Chúng ta dán băng dính vào mặt phải của giấy màu. Một điểm đầu và một điểm sau này. Sau đấy thì mình cắt ra. Cắt như thế này. Nhớ là các bạn để chìa ra một chút ở phần có băng dính các bạn nhé. Các bạn muốn nhỏ thì có thể cắt 1 cm, hoặc là các bạn thích cái đường quả bí ngô của mình nó to thì là 2 cm. Nên tớ sẽ cắt 2 cm để xem như thế nào nhé. Đây. Xong một nửa công đoạn rồi. À, mình quên, trước tiên dán giấy màu tiếp theo thì các bạn hãy lấy đinh hoặc là lấy kim đục vào hai bên của chiếc hộp này. Đây. Mình lấy dây mình luồn qua để tạo thành cái quai. Wow, nó hơi bị dính chút, không sao. Quay ngắn hay dài thì tùy các bạn đó, các em thích quay ngắn thì ta để dây ngắn, thích quay dài ta để dây dài. Để quay này là vừa tầm này đúng không nhỉ các bạn? Mình không thở tay mấy nên là nó hơi sút như này. Và để con ạ, dán băng dính à. Bóc ra nè. Ta dán từ mép này phía trên. Lại bắt đầu dán khéo các bạn nha. Mình cố gắng lần này dán cho khéo, không thì lại xấu như lần trước, phí. Cho mình lật ra.
Và giờ thì mình bóc bung dính của từng cái dây này một, để dán ở phần dưới cái cốc. Các bạn làm đều khéo tay thì chiếc giỏ này thì rất là đẹp. Chuẩn bị ra hình quả bí ngô các bạn ơi. Tớ thì đã thấy nó dần dần hình giống quả bí ngô rồi đấy nha. Do thiếu một chỗ băng dính nên là tớ có thể lấy lọ hồ này để bôi vào để dán. Hurra, các bạn thấy ra đã thành hình cái giỏ của bí ngô thì các bạn nhỉ. Giờ thì lại trang trí thêm. Giờ các bạn lấy bút màu đen ra, lấy bút màu đen để mình vẽ mắt, vẽ mồm. Sau đấy mình cắt để dán vào đây. Rất đơn giản các bạn ạ, chỉ cần vẽ 3 hình tam giác như này. Sau đấy các bạn cắt hình tam giác, từng hình tam giác ra một để dán vào quả bí ngô. Vẽ miệng này. Đây là mình không có giấy màu đen nên là phải vẽ. Nếu các bạn có giấy màu đen thì các bạn có thể cắt luôn những cái mắt miệng này bằng giấy màu đen thì rất là đẹp, đẹp hơn của tớ. Đây, vẽ như này xong rồi cắt để dán vào đấy các bạn nhé. Và tớ đã cắt trước đây, cắt trước đây mắt, mũi, mồm rồi. Và giờ chỉ việc dán vào thôi các bạn ơi. Dán cho các bạn xem. Bây giờ là đến chiếc miệng. Mình dán thêm kem. Sau khi hoàn thành xong chiếc giỏ bí ngô tự kẹo thì tớ sẽ thử để kẹo ở đây các bạn nhé. Dù mình làm ở bên cái dán bên trong đầu tiên thì nó hơi sộc sạch, nhưng mà sau khi dán cái diềm này xung quanh thì đỡ rồi các bạn nhỉ, đỡ sộc sạch đúng không, may quá. Đây, các bạn có thể làm cho mình hoặc là cho các em nhỏ ở nhà chiếc giỏ đựng kẹo xinh xắn như thế này để đi chơi Halloween với các bạn nha. Rất dễ làm đúng không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau các bạn nhé. Bye bye. Thật là đẹp, mình rất là thích.